Nóng, Mạnh Quỳnh bất ngờ để lại 3 dòng tin nhắn buồn, hốt hoảng vì hàm ý sâu xa bên trong. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Xin chúc mọi người có một tháng an lành, gặp nhiều vận may trong cuộc sống, sức khỏe dồi dào. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất về nam ca sĩ Mạnh Quỳnh. Bạn hãy nhìn vào mâm cơm này và trả lời cho tôi một câu hỏi thật tâm của bạn. Vì sao bạn thù, ghét và muốn hại tôi, Mạnh Quỳnh? 3 dòng tin nhắn của Mạnh Quỳnh để lại khiến tất cả những người hâm mộ đều không khỏi xúc động và bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Mạnh Quỳnh. Chỉ còn hơn một tuần nữa để đến giỗ đầu của Phi Nhung, không ngờ Mạnh Quỳnh lại có nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn như vậy. Khoảng thời gian này, Mạnh Quỳnh có chia sẻ rằng anh đã vật lộn với cảm xúc ấy suốt một thời gian dài. Tôi đi đến đâu cũng được đồng nghiệp khán giả chia sẻ với mình. Hễ ai nhắc tới Phi Nhung là tôi lại nhói lên. Qua đó cũng biết được tình yêu của họ dành cho Phi Nhung đến như thế nào, nhưng vẫn có một số người không ngừng đả kích anh. Có thể Mạnh Quỳnh cần đặt ra thử thách, ví dụ mỗi tuần một ngày không sử dụng điện thoại, khóa Facebook. Có một chia sẻ rằng, chúng ta sẽ nhận thấy nhiều giá trị xung quanh cuộc sống. Tôi đã từng khóa Facebook một tháng, tài khoản mạng xã hội nào tôi cũng có, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, tôi lại hạn chế sử dụng mạng xã hội. Làm thế nào để vượt qua những ngày khó khăn khi mắc bệnh trầm cảm? Hãy đặt ra những câu hỏi, tại sao chúng ta có mặt trên cuộc sống? Sự sống có ý nghĩa như thế nào? Đây là cách mà mỗi người, kể cả người lớn hay trẻ con, những ai đã sống hết nửa quãng đời cũng đã trải qua rất nhiều hỉ nộ ái ố trong cuộc đời, hay những bạn trẻ mới lớn đều cần phải quay về lại những thứ nhỏ nhặt nhất để cân bằng lại cuộc sống của chính mình. Trầm cảm là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu biết cách chữa trị và thấu hiểu thì có lẽ sẽ có những chuyển biến tích cực hơn. Mạnh Quỳnh hiện tại chắc hẳn đang rất có nhiều nỗi lo ở trong lòng, nhiều nỗi bận tâm suy nghĩ mà không thể nào nói ra được, chỉ vì những lời nói vô tâm ở trên mạng xã hội. Ca sĩ Mạnh Quỳnh của chúng ta có thể đang trải qua một khoảng thời gian vô cùng tồi tệ, nhưng chỉ mong nam ca sĩ hiểu một kim chỉ nam rất hay để anh có thể vượt qua được rằng cuộc sống của chúng ta giống như hình chữ U vậy. Khi bạn cảm thấy mệt mỏi, có nghĩa là chúng ta đang viết được một nửa chữ U rồi, chúng ta đã đi được nửa chặng đường của hạnh phúc và cứ tiếp tục viết tiếp nét còn lại của chữ U để chạm tới hạnh phúc viên mãn nhất. Có lẽ điều mà Mạnh Quỳnh và Phi Nhung trước đây và sau này đều sợ đó là bệnh lưỡi của thế gian. Chỉ nghĩ đến mục đích cá nhân mà đi hãm hại người khác, mặc kệ cuộc sống họ có như thế nào, mặc kệ cho hành động của họ là tốt hay xấu. Dù có tốt đến biết bao nhiêu đi nữa, thì người ta vẫn sẽ coi đó là một điều xấu mà thôi. Nhưng không ai có thể thoát được luật nhân quả cả. Một trái ngọt hay trái đắng đều đến sớm thôi. Hãy chờ xem nhé, vì có một người cũng đã phải trả giá về những hành động vô văn hóa của mình ở trên mạng xã hội. Không chỉ vật lộn với nỗi đau chưa thể nguôi ngoai khi mất đi người bạn thân thiết gần một năm nay, Mạnh Quỳnh còn phải hứng chịu nhiều lời đấu tố trên mạng. Thị phi dư luận mang đến cho anh nhiều phiền toái. Mạnh Quỳnh trả lời rằng, tôi đã lường trước và chuẩn bị mọi chuyện. Bên ngoài kia hiện có sự quan tâm lẫn tiêu cực đang chờ tôi, nhưng mất khán giả Nhung và cũng như cặp song ca Nhung Quỳnh đổ dồn sự quan tâm vào tôi. Thú thật, tôi rất ít sử dụng Facebook hoặc YouTube. Các bài đăng hầu hết do tôi gửi cho người quản lý tài khoản đăng. Đó là cách tôi hạn chế tối đa áp lực từ dư luận. Tôi phải tránh áp lực để không ảnh hưởng tới công việc. Tôi đã nguyện dành thời gian còn lại thay Nhung làm hoàn thành hoài bão của cô ấy, làm lấy âm nhạc dâng cho đời. Tôi cũng từng buông xuôi sự nghiệp nhiều năm rồi có đam mê âm nhạc. Trước đây Nhung cũng đã từng khuyên nhủ tôi rất nhiều điều. Những lời ấy tôi vẫn cất giữ ở trong lòng. Không, bao năm qua tôi chưa bao giờ thù ai hay công khai ghét ai. Tôi có lối sống lạc quan nhưng từ lâu đã mất niềm tin vào người đời. Đến khi Nhung ra đi, tôi lại càng không còn gì lưu luyến. Trong dịch bệnh, chúng ta phải giành giật sự sống cho nhau, nhưng lúc bình yên, chúng ta lại làm tổn thương và đau đớn nhau. Tôi hiểu xã hội phải có người tốt kẻ xấu mới là đời. Hiện tại tôi hạn chế ra ngoài, tôi không dám đi đám cưới kể cả người thân. Hôn lễ chung thất của Nhung tôi không đến để tránh gây áp lực cho gia đình của cô ấy. Đến nay tôi vẫn thường thăm Nhung một mình. Những chuyện trò giữa hai người chỉ mình tôi biết là đủ. Sáng dậy đọc hiện lên dòng chữ anh hai mà cảm thấy đau nhói trong tim. Thương anh hai, anh giữ gìn sức khỏe nhé. Anh hai đừng suy nghĩ gì nhé. Tôi đã ngẫm những câu hát anh hai nói. Hãy thương nhau khi ta còn có thể. Kẻo mai này không có để mà thương. Vì tôi muốn tặng bạn một bài học nghịch duyên đối với nghịch cảnh mà hiện tại đang phải trải qua. Yêu đời và thứ tha là thứ bạn tốt nghiệp được trong bài học ấy. Sống đúng với tâm của mình, không làm gì cảm thấy hổ thẹn. Sống vui, sống khỏe bên cạnh những người mình yêu thương. Xung quanh anh có rất nhiều người yêu thương anh. Và chị Phi Nhung cũng đang vui khi nhìn thấy anh những gì anh đã làm. Chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe. Người hâm mộ cũng đã gửi rất nhiều lời động viên giúp Mạnh Quỳnh vượt qua được áp lực này. Khi được hỏi về việc lần đầu thấy anh khóc trong đời thường, anh có cảm thấy mình là người lau nước mắt không? Tôi sống thiên về tình cảm, dễ buồn, xúc động và tổn thương, nhưng không dễ khóc. Nhiều năm qua tôi chỉ khóc khi ông bà nội mất và giờ là Nhung. Đám tang Nhung tôi cầm bích phát biểu lại rất trôi chảy, mạnh mẽ như có thể có Nhung đứng sau lưng mình vậy. Vậy mà khi nói xong tôi đã khóc sụt sùi như một đứa trẻ.
Tôi đâu muốn mình khóc trước mặt nhiều người như vậy nhưng không kìm nén được cảm xúc. Lần về Việt Nam lần này trong lễ rũ đầu của Phi Nhung, tôi cũng đau xé lòng, lòng lặng trĩu và tôi muốn giải phóng nó. Đó là một bản năng của con người. Nếu không khóc được, tôi có thể để tim tôi mà chết. Lúc sinh thời, Nhung vẫn đã gắn bó trong công việc với tôi, trên sân khấu là bạn thân. Nhưng ngoài đời, mỗi đứa một nơi, một đứa ở Việt Nam, một đứa ở Mỹ. Chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau cũng không liên lạc cho nhau mỗi ngày. Tôi đâu ngờ cảm giác ấy, tình cảm ấy sâu nặng đối với mình như vậy. Những bài hát tôi viết cho Nhung đều là nỗi lòng thật. Người nghệ sĩ chỉ có thể dùng âm nhạc để nói lên tiếng lòng của mình. Dù vậy, nỗi buồn giữa Nhung và Quỳnh chỉ mình tôi hiểu được. Sự chia sẻ của mọi người giúp tôi vơi đi phần nào những có thể chỉ chịu được một thời gian thôi. Nhung từng nói với tôi rằng cô ấy muốn mình ra đi thật đẹp. Và giờ điều đó đã thành sự thật. Nhung luôn đẹp từ khi sinh thời cho đến ngày ra đi. Đôi khi đời người chỉ cần như vậy là đủ. Cuộc sống hiện tại của Mạnh Quỳnh đều khán giả quan tâm nhất. Mạnh Quỳnh có chia sẻ rằng từ thứ hai đến thứ sáu, Mạnh Quỳnh thường dậy lúc 7 giờ là bữa sáng và đưa con đi học, về dọn dẹp nhà cửa rồi lái xe đi chợ. Vợ Mạnh Quỳnh đi làm lúc 7 giờ nên phải di chuyển 30-40 phút đến công ty. Cô ấy thường về nhà lúc 18-19 giờ. Cuối tuần tôi xách vali đi diễn. Nếu phải đi diễn xa, chúng tôi nhờ ông bà ngoại chăm sóc các cháu. Nhịp sống của tôi mười mấy năm qua đều như vậy. Tôi muốn tự tay chăm sóc gia đình mình chứ không thuê người giúp việc. Tôi hiện tại chăm con rất thành thục. Bạn có thể gọi tôi là người đàn ông của gia đình. Tôi ăn uống rất thoải mái, không hút thuốc, không rượu bia. Tôi thường đạp banh và chạy bộ vào mùa hè, chạy bộ trên máy tại nhà vào mùa đông. Vấn đề lớn của tôi là tôi thức khuya khi làm việc và rất ít ngủ. Anh thấy cuộc sống của mình ra sao? Thì tôi thấy mình vô cùng viên mãn. Với tôi mọi thứ trước đây, hiện tại, cuộc sống như vậy là đủ. Trước đây tôi đã hạn chế công việc để cuộc sống của mình chậm lại. Nhưng giờ đây tôi sẽ làm gấp đôi để bù lại phần của Nhung. Tôi không biết mình đủ khỏe để làm điều này trong bao lâu nữa. Và tôi cũng không có gì hối tiếc trong cuộc sống cá nhân của mình cả. Tôi đã đi đúng hướng để có gia đình hạnh phúc của ngày hôm nay. Lúc Nhung còn sống, tôi đã không giáo diết thực hiện các dự án chung mà Nhung hằng mong muốn. Cuốn CD mà các bạn song ca để được của hai đứa giờ đã không thể thực hiện được nữa rồi. Live show 20 năm của chúng tôi cũng đã mãi mãi dang dở. Giá mà không có xảy ra dịch bệnh, giá mà Nhung đừng đi. Chương trình Music Box thắng vừa rồi khiến tôi thấy được an ủi rất nhiều. Dường như điều đó thôi thúc tôi về Việt Nam một lần nữa, dù rất bận. Khi xem lại, tôi rùng mình. Từng lời nói, cử chỉ của Nhung khi thi đấy như những điểm báo. Chúng tôi đã hát phút cuối, khóc thầm, dòng lệ duyên kiếp. Hay là ơn trên sắp đặt. Để bây giờ, tôi còn giữ lại một chương trình sau cuối được hát được trò chuyện với Nhung. Hết rồi. Mời Diễm Quỳnh trở lại sân khấu.